Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tony Tool, chuyên buôn bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức vân vân. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 12, em lên clip cuối của năm 2023 ha. Thì hôm nay gồm có tất cả là 24 mã hàng nha anh em. Thì 24 mã hàng còn lại là hơn 10 mã là em không có dán mã ha. Thì hơn 10 mã này là em sale giống như clip trước ha. Đó. Thì anh em quan tâm mua hàng, xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 009 112 hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Số điện thoại cũng có Zalo, anh em cần trao đổi bất cứ món hàng nào ha, vui lòng liên hệ qua số Zalo này giúp em. Cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Rồi hôm nay còn khoảng hơn ngày nữa ha là mình bước qua năm mới rồi ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều đến anh em chú bác trên mọi miền đất nước Việt Nam ha. Cảm ơn em chú bác đã đồng hành và luôn luôn ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Rất vui vì em đã mang đến nhiều cái sản phẩm tốt, thực sự hữu ích, giúp cho anh em và chú bác phục vụ trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày ha. Thì hy vọng sang năm em sẽ tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm tốt hơn, mới lạ, để giúp cho anh em phục vụ trong công việc ha. Thì em cũng xin có đôi lời gửi đến quý anh em, chú bác, một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, nhiều tài lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Chúc cho anh em, chú bác luôn luôn bình an, mọi công việc của anh em luôn được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió cũng như mua bay bán đất ha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi em tranh thủ em lên clip cho anh em ha. Thì 24 mã hàng và các sản phẩm sale khá nhiều, cho nên các mặt hàng sale em sẽ giới thiệu review sớm cho anh em ha. Đầu tiên rồi giới thiệu anh em ba cây kìm bấm này, em đồng giá 300 một cây nha. Ba cây này là đồng giá 300. Thì đầu tiên là cây ngàm công 7CR nha. Đó, giá thì em dán sẵn trên cây kìm rồi ha. Rồi cây này nó có 3 dòng cót nha. Chiều dài là 18cm. Đó. Cuối năm thì em lọc ra được ít kìm ha. Rồi em sale rẻ cho anh em về anh em sử dụng nha. Thì mấy cái cây kìm này á, nói chung thì anh em vẫn còn kẹp dữ. Anh em vẫn kẹp tốt nha. Đó, kìm nói chung thì giá này thì mình không có đòi hỏi thêm được ha. Đó, ba dòng cót nha anh em. Ngàm là 7CR ngàm công nha, một cây. Thì anh em vui lòng chụp lại cái màn hình ở trên cái trường hợp anh em coi trên TV ha. Hoặc anh em coi trực tiếp ở trên điện thoại, anh em chụp màn hình lại và anh em gửi cho em ha. Thì ba cây em đồng giá. Thì nó sẽ có hai cây là mã 7CR, một cây là 7 ba cây đều 7CR hết nha. Để anh em chụp màn hình cây nào thì anh em báo em nha. Rồi cây thứ hai cũng là 7CR ha. Đó. Cây này ở phần lẫy của nó là có chữ máy en USA ha. Đó, 300 luôn. Chiều dài thì bằng nhau, ba cây đều cùng là 18cm nha. Đó, ngàm của nó như thế này ha. Đó, có dính một hai chỗ xỉ hàng ngay vị trí này ha. Xỉ hàng nó dính ở mé ngoài nha. Cái này anh em về anh em lấy cái đồ anh em đục ra vẫn được ha. Ngàm trên thì còn nguyên vẹn nha. Đó. Kìm còn hoạt động tốt, anh em yên tâm nha. Này là kìm Mỹ, em hầu hết là em nhập về ở bên kia ha. Đó. Rồi cây thứ ba, tiếp tục cũng là một cây 7CR luôn nha. 7CR 300 ha anh em. Đó, lẫy này là chữ Y-Rip ha, sản xuất 1980 nha. Từ 1980 đổ về sau. Đây. Đó, ngàm trên ha. Chiều dài thì bằng nhau nha anh em. Đó, em nhắc lại ha. Ba cây này đồng giá là 300 một cây. Đó. Từ trái qua phải cây nào cũng vậy. Anh em chốt cây nào anh em vui lòng chụp màn hình lại giúp em và anh em đánh dấu cây nào ha. Đó, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi, tiếp tục là một cây kìm bấm luôn nha. Nhưng mà cây này là cây ngầm thẳng ha. Cây này 7R nha. Loại ngầm thẳng. Cây này giá em để là 400 nha. Ba dòng cót.
Ba dòng cốt thì em nhắc lại là sản xuất vào giai đoạn sau năm 1957 cho đến sau 1960 nha. Giai đoạn chỉ có mấy năm thôi ha. Đó. Đây ngàm nè. Ngàm nói chung còn nguyên nha anh em. Ngàm này là còn nguyên ha. Ngàm trên vậy. Rồi chiều dài là 18 cm luôn. Đó. Cái này riêng cái này là 400. Đó, anh em chốt, anh em vui lòng chụp màn hình giúp em. Cảm ơn anh em. Rồi, tiếp tục em sale hai cây này. Hai cây mỗi lót ha, một cây Nhật và một cây Mỹ. Hai cây 200 nha. Hai cây 200 nha anh em. Thì anh em chốt lẻ thì giá nó nhỉnh lên chút nha. Đầu tiên là cây này là cây 6 inch của Rectoloid. Rectoloid Made in USA nè. Đó. 6 inch nha anh em. Chiều dài này thì đó. 6 inch á thì chiều dài chỉ có 15,5 cm thôi nha. Còn ngàm mở được là 20 mm. Còn cây này là của Mitsubishi nha. Size 6 inch luôn, là size 150 ha. Đây chiều dài của nó là 16 cm nè. Đó, hai cây là 200 nha anh em. Đó. Thì size nhỏ anh em mở ốc nhỏ thôi nha. Mở ốc nhỏ thôi ha. Đó. Rickson Tool. Ở bên đây thì hiệu là Rectoloid ha. Rectoloid, máy in USA, một Nhật và một Mỹ. Hai cây, giá em để 200 nha. 200 hai cây nha anh em. Rồi, tiếp theo là cây cắt cáp xe đạp nha. Cây này của thương hiệu Hataya. Hataya này là chuyên về xe đạp ha. Đây cây này là cắt dây thắng, dây cáp thắng nha anh em. Đó, còn phía dưới này nó có hai cái lỗ ha. Thì theo em á thì có thể là bấm cái đầu cót. Bấm đầu cót hoặc là anh em kẹp giữ cái rút lại cái sợi dây thắng ha. Trong quá trình anh em gắn dây thắng vào anh em rút ha để tăng thắng ha. Đó, em nghĩ là cái hai cái lỗ này nha. Còn phía trên này là chắc chắn là cắt cái dây thắng ha. Đó. Lưỡi còn nguyên nha anh em. Hataya, thương hiệu này là thương hiệu chuyên xe đạp ha. Rồi chiều dài là 17 cm nha. 17 cm, giá em để cái này là 130k nè. 130k cây kềm cắt cáp, cắt dây thắng của xe đạp nha. Rồi, tiếp theo là cây kìm điện của Victor nha. Cây kìm điện Victor này chiều dài là 23,5 cm nha. Cây này là cây khá là dài ha. Giá em để cây này là 180k nè, Victor ha. Cây kìm điện. Rồi cây này tình trạng của nó là lưỡi nó mẻ một chút ngay vị trí này, còn lại đều ok nha. Lưỡi phía trên và phía dưới là khít nha anh em. Đó, đúng còn cái lỗ như thế này thôi ha. Đó, ngàm phía trong nè. Ngàm còn lại nè. Đó. Lưỡi là đúng một vị trí đó nha anh em. Cây kìm này của Victor. Phía dưới là có cái đầu bấm cót ha. Đây chữ nghĩa nó nằm ở vị trí này nè. Đó, máy in Japan nè. Đó anh em thấy không? Máy in Japan ha. Cán thì còn nguyên vẹn nha. Nó trừ ngay góc phía trên này thì nó hơi dập chút xíu là do đồ bãi nó đè nha anh em. Đó. Giá cái này là 180k nha. Anh em chụp màn hình lại giúp em ha. Chiều dài là 23,5 cm. Rồi. Một cây kìm của Đức nha. Nippet nha anh em. Đó, Nippet ha. Đó, cán màu đỏ, cán cái này hơi xấu nha. Giá cái này là 150 nha anh em. 150 cái này. Đó, cán thì nó có dấu chày, dấu xước như thế này ha. Đó, chữ nghĩa nó còn mờ mờ nha anh em. Còn mờ mờ ha. Đây, chữ Nippet ha. Cái này là cây của Đức nha. Đây, tình trạng là lưỡi cắt nó cũng bị mẻ hai lỗ như thế này ha. Đó. Rồi, ngàm phía trong nè. Ngàm còn lại nè. Đó. Ở trên á, đỉnh kìm á là anh em kẹp bằng ha, còn phía dưới này á là anh em kẹp vượt tròn nha. Đó, lưỡi cắt tình trạng như thế này, có sao em nói vậy nha. Rồi chiều dài là 20 cm nha. Giá em để cái này là 150k nha anh em.
một cái kềm điện của Đức ha. Đó, giá 150k. Rồi, em lên một cây kìm ngủi nha. Cây kìm ngủi này giá là 130k nha. Cây kìm ngủi này là đẹp như mới nha anh em. Đó, đây. Đó, ngàm khít ha. Ngàm nhuyễn nha. Đó. Răng cỏ này kia còn nguyên nha. Đó. Kìm khá đẹp nha anh em. Rồi, chiều dài 20,5cm nha. Cái này em để giá là 130k ha. Rồi, lên một cái vít tự động cho anh em nha. Cái này em để giá là 80k ha. Phần đuôi của nó là vị trí để cho anh em giữ mũi nha. Đó, cái này mất mũi hết nha anh em. Anh em tự trang bị mũi ha. Đó, tự động đảo chiều tốt nha anh em. Đó, hoặc là anh em cố định là anh em gạt về chính giữa ha. Lúc này không còn tự động nữa nha. Đây là cái vít của Agnes nha. Agnes nha anh em. Đây, chữ Agnes nó hơi mờ mờ ha. Đó, tự động đảo chiều tốt nha. Rồi, chiều dài là 9,5cm nha. Cái này em để giá là 80k nha. 80k. Rồi, tiếp theo là cây vít tự động này ha. Cái này giá là 120k nha. Đó, cái này cũng là một cái vít tự động nè. Ở trên này á, anh em quay từ trái qua phải ha, thì cái mũi vít nó sẽ quay từ phải qua trái. Và anh em đảo chiều á, thì anh em sẽ từ phải qua trái, thì ở phía trên này nó sẽ từ trái qua phải. Đó, nó sẽ đi ngược lại với lại cái chiều anh em xoay ha. Đó. Còn hoặc là anh em cố định lại là gạt về giữa là không còn tự động nữa ha. Đó, đây là một cái vít tự động nha. Mũi phía trước ở trong này nó sử dụng 500 nha, không phải là sử dụng bi giữ mũi nha. 500. Đó, anh em đưa vào nó sẽ tự hít vào ha. Mũi đang gắn là mũi BH1. Ở phía phần đuôi này nó còn thêm hai mũi nữa nha anh em. Đó, hai cái mũi dẹp nữa ha. Cái mũi BH2 thì lạc mất đâu rồi nha. Thì cái này nó chỉ còn được 3 mũi ha. 3 mũi. Đó. Rồi, chiều dài em không tính mũi nha. Dài không tính mũi là 17,5cm nha. Cái này là một cái vít tự động ha. Giá em để là 120k. Đó. Đảo chiều tốt. Rồi, tiếp tục qua. Còn cái mã nữa là mấy cái đầu tiếp nha. Đầu tiếp á, nguyên combo này gồm 5 đầu nha. Giá em để là 280k nha anh em. Đó, 280k chân lục giác nha. Vẹt xeo số 24 ly nha. Vẹt xeo 24 ly. Loại 12 cạnh ha. Đẹp như mới luôn. Em vệ sinh từ sạch sẽ từ trong ra ngoài ha. Đó, dầu này kia trong còn ướt nha anh em. Rồi, chiều dài nè. Là 16cm nha. Sử dụng chân lục giác 6.35 ly ha. Rồi, đầu thứ hai là của top số 19 ly nha. Đó, 19 ly. Loại cũng là loại 12 cạnh luôn ha. Đó, mấy đầu này em vệ sinh rất sạch nha. Anh em yên tâm ha. Rồi, chiều dài cái đầu khẩu này là 10cm nha. Rồi, cái đầu thứ ba là đầu số 17 của top luôn ha. Đó, top Made in Japan. Loại này là loại 6 cạnh nha anh em. Loại 6 cạnh. Rồi, chiều dài nè. Là 9,5cm. Đó, đầu là còn đẹp nha, không có dấu cấn móp gì nhiều ha anh em. Rồi, đầu thứ tư là đầu số 10 ly của top luôn nha. Đó, top ha. Loại 6 cạnh luôn nha. Này 10 ly. Đó, chân lục giác. Rồi, chiều dài là 8,5cm. Đầu cuối cùng của số 10 nha anh em. Số 10 của Tajima, chân lục giác. Cái đầu này đầu 6 cạnh nó hơi mòn rồi ha. Cái này tùy anh em sử dụng hay sao tùy ha. Anh em quăng cũng được. Rồi, 8cm. Combo gồm có 5 cái đầu khẩu, giá em để là 280k nha. Trường hợp anh em mua lẻ giá khác nha anh em. Đó, 5 đầu em để giá 280k. Rồi, hết mã sale nha anh em. Thì mấy cái mã sale này á, thì bây giờ từ giờ cho đến cuối lịch âm nha, lịch âm thì em sẽ clip nào em cũng lên nha, em sale cho anh em cuối năm mua sắm ha. Rồi, bây giờ bắt đầu vào mã nha anh em. Mã số 1 là một cây súng xịt hơi của Đức nha. Đây, thương hiệu là 3M nha. Đó,
full nhôm nha anh em, nguyên cây là bằng nhôm ha, đúc nguyên khối luôn nha. Bên đây có chữ ha, đó, máy in Germany nè, máy in Germany đó, đúng là hàng của châu Âu nha anh em. Đúng chất châu Âu ha, nhìn dáng nó rất là hầm hố ha, nước sơn zin nha, nước sơn zin đó, chưa có bong chóc nhiều ha anh em. Đó, tay cò nè, có anh em xem cái núm cò phía trong ha, nó rất là to nha, rất là to. Vòi thì này nó dài tầm trung thôi nha, chứ không phải là gọi là dài quá hoặc là ngắn quá ha. Rồi bây giờ em sẽ test cái quy lực cho của nó cho anh em xem nha. Đây, đó anh em thấy cái tay của em nhúc nhích không? Cây súng này xịt rất mạnh nha. Cam kết với anh em cái súng này xịt cực kỳ mạnh nha, cực kỳ mạnh luôn. Đó, cái vòi nó cũng đẹp nữa nha anh em. Đó, cái lỗ nó cỡ này ha, thành ra cái gió nó xịt ra rất là mạnh nha. Cái này anh em sử dụng áp 8kg hoặc 10kg gì đó đều ok hết nha. Cái súng này xịt rất mạnh. Mã số 1 dám để cái súng này là 600 nha, hàng bao hiếm, em dám cam đoan anh em là cực kỳ hiếm gặp luôn nha, mấy cái súng của Đức hoặc là của Mỹ. Mã số 1 giá em để là 600. Rồi, mã số 2. Lâu lắm rồi hết hàng ha. Thì em vừa về. Vừa về được 3 cái đầu banh xả nè. Đó, anh em nào đã từng xem clip của em thì vừa rồi em có đề cập tới cái con banh xả mà em sử dụng ha. Đây, nó nè. Thì ở trong clip này anh em nhìn nè. Thì khi anh em gắn vào, anh em kéo xuống như thế này ha, thì cái đầu này nó sẽ không có hơi ha. Đó, anh em thấy cái đuôi lắc léo nó rất là nhẹ ha. Còn khi anh em kéo hơi lên nè, thì cái đầu lắc léo nó sẽ dẻo ha. Đó, đưa cái đầu này đi đâu nó sẽ đi theo đó ha. Thì đây, trong tình huống này em sẽ test một con cho anh em xem nè. Đó, khi em kéo hơi xuống, tức là cái đầu này không có hơi, thì việc anh em kết nối giữa cái thiết bị sử dụng của mình là đuôi đực đi, có gắn cái đuôi đực ha, vào cái đầu cái lúc này chưa có hơi ha, thì anh em sẽ nhấn, vì đây là con tự động nha, anh em sẽ nhấn một tay nè. Đó, nó sẽ kết nối rất là nhẹ nhàng ha. Còn trường hợp mà anh em không có cái con quanh xả này, không có con quanh xả này nha, anh em đang tưởng tượng không có ha, thì lúc nào cái đầu này nó cũng sẽ có hơi, lúc nào cũng có hơi. Thì khi anh em kết nối cái thiết bị sử dụng của mình, ví dụ như cây này là cây bu lông đi ha, thì anh em bắt buộc anh em phải giữ cái tay này thật chặt, đồng thời cái tay này anh em kết nối vào, anh em phải nhấn cực kỳ mạnh tay. Đây, anh em phải nhấn nha, phải dùng lực. Đó, thì lúc này cái đuôi này nó mới nhảy lên, nó khóa cái đuôi được lại ha. Đó, lúc này nó mới khóa thì anh em mới sử dụng được ha. Còn tình huống anh em có cái con xả áp này, cái con quanh xả áp này ha, thì cái việc khi anh em lấy ra nó cũng rất nhẹ, rất nhẹ nè. Anh em kéo xuống nè, cái này nó phóng ra có chút. Đó, nếu mà có hơi ha thì cái này nó sẽ văng ra phía trước ha, và đồng thời cái việc mà anh em kết nối nó cũng nhẹ nữa. Đó, thì anh em muốn sử dụng anh em chỉ cần kéo cái quanh xả này lên nè, kéo lên nè. Lúc này là anh em sử dụng ha. Thì trong đây em giới thiệu anh em ba con. Thật ra thì em về được mấy con ha, về được 6 con. Thì khách đã chốt trước 3 con rồi, thì còn 3 con như thế này. Thì con này là ren của nó là nó sẽ có 2 đầu ha. Đây là ren trong 13 ly, đầu còn lại là ren ngoài 13 ly. Thì em vừa săn được mấy cái đầu nói nhanh của Nitto nè. Đây, đó, Nitto Koki Tokyo Japan ha. Thì đây là loại đầu nói thường nha, đó, không phải tự động ha. Thì đầu nói thường á, sẽ kết nối bằng cách bằng anh em kéo cái lẫy xuống ha, sau đó đu đực vào và anh em nhả tay ra, hoặc là anh em kéo cái lẫy này lên, lúc này nó mới lóc cái đu đực lại ha. Còn trường hợp đầu tự động á, thì nó kết nối dễ dàng ha, anh em chỉ việc nhấn cái là xong ha, nó rất là dễ ha. Còn đây là đầu thường, ba con này đều là của Nitto hết nha.
Ba con cái này là đều ba con của Nitto và mới chưa xài nha anh em. Hàng bãi nó mới vừa xả ra tầm vài chục con ha. Nhưng mà em săn được có 10 con, hơn 10 con à. Chủ yếu là em lấy những cái ren thông dụng thôi. Đó, này là ren trong 13 ly. Em kết nối với lại cái đầu quanh xả này. Và cái đuôi này sẽ gắn đuôi đực ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ test trong clip cho anh em xem nè. Test từng con nha. Đó, anh em sẽ đưa lên nè. Đó. Đưa xuống là nó xả áp nè. Thì anh em kết nối cái thiết bị mình vào đây. Đó, kết nối thiết bị vào đây, sau đó anh em kéo này lên. Đó. Rất là đơn giản ha. Rồi tiếp nè. Đó, đang có hơi ha. Nè. Lúc mà nó chưa có hơi á, nó nhẹ lắm. Đây anh em nhìn nè. Đó, nó lỏng lẻo ha. Nhưng mà khi mà đưa áp vào á thì nó hơi cứng tay ha. Anh em sẽ kéo lên. Kéo xuống, kéo lên, kéo xuống ha. Đó. Rồi con thứ ba nè. Đó. Đó, anh em thấy không, mỗi lần mà em lấy ra hoặc kết nối cái này á, em đều kéo cái này xuống nhằm mục đích giúp cho cái việc kết nối nó nhẹ. Thì mỗi ngày á, anh em sử dụng mỗi ngày ha, anh em thay đổi cái súng bu lông hoặc là súng bắn vít hoặc là bắn đinh ví dụ vậy, thì anh em cứ mỗi lần anh em kết nối anh em cứ dùng sức, thì cái việc mà anh em có cái con quanh xả này á, nó sẽ giúp cho cái áp lực công việc của anh em được nhẹ xuống ha, đồng thời giúp cho công việc của anh em nó nhẹ tay, anh em làm nó rất là nhẹ. Đó, anh em nó giúp ích rất là nhiều nha, con quanh xả này nè. Trường hợp mà anh em có cái sẵn đầu nối nhanh ở nhà và có cái phần đuôi đực rồi á, thì anh em nào chốt ba con trong clip này anh em có sẵn ha, thì anh em báo em sẽ tháo ba con này ra, em sẽ gửi con quanh xả, thì lúc đó sẽ trừ tiền ra cho anh em nha, trừ tiền ra cho anh em ha. Đó, ba con này là ren trong ren ngoài 13 ly hết nha. Mã số 2. Đó, em review khá kỹ ha. Anh em không hiểu anh em vui lòng tô lại anh em xem nha. Dám để là 350 một con nha anh em. Mã số 2, 350k một con nha. Rồi, mã số 3. Clip rồi, em có giới thiệu một con màu cam của Trucco á, anh em có nhớ không? Thì hai con này á, là em mới lấy ha, mới lấy hôm qua. Đây. Thì con màu cam vừa rồi á, là kết nối nó là anh em sẽ nhấn vào đây nè. Đó. Con này nó hơi cứng nha anh em. Do con này nó bị xì ha, là thay sin rồi. Thay cái sin bên trong ha, cho nên nó khá bót, anh em xài một thời gian nó sẽ mềm, nó sẽ nhẹ ha. Đây. Anh em chịu khó xoay ha và anh em sẽ này, cái đuôi này đi. Đây. Đó. Thì anh em chỉ việc nhấn vào ha và anh em đẩy lên thì cái này nó sẽ nhảy lên nè. Nhảy lên nè. Đó, nó nhảy lên nó lóc ha. Clip vừa rồi của em á là cái con màu cam Trucco á, nó bị gãy cái bát này ha. Nó bị gãy cái bát đó, đâm ra nó sẽ anh em gật gù nó rất là dễ ha. Còn con này nó đầy đủ đầu nha. Thì anh em muốn lấy ra, anh em sẽ kéo cái này xuống nè. Kéo cái này xuống ha. Sau đó anh em gặt cái này xuống và lấy ra. Cái con này nó dạng giống như là tiết áp, nó giảm áp ha. Con này ren ngoài 13 ly nè, em đã test rồi ha. Đó, anh em yên tâm xài nha. Con này là đã test rồi nè. Ren ngoài 13 ly. Còn con này. Này. Đó, anh em sẽ nhấn vào ha. Và anh em gặt lên nè. Đó, cái cò, cái lẫy này nó sẽ khóa ha. Còn lúc nó sẽ auto lock, nó không mở ra được nha. Thì trường hợp mà anh em muốn lấy ra, anh em sẽ kéo cái này ra. Kéo cái này xuống ha, sau đó anh em gặt và anh em lấy ra. Đó. Lúc mà kết nối hơi vào á thì cái này nó rất nhẹ ha. Đây, con này thì xài dây gài 10 ly nha anh em. Dây gài 10 ly nha. Anh em sử dụng dây 8 ly không sử dụng được. Lý do anh em nong ra rất là khó nha. Này em báo trước ha.
anh em sử dụng dây 8 ly không sử dụng được con này nha. Đó, em quấn keo non lý do là em lấy một cái đuôi đực lớn ha, em siết vào đây để em test coi nó có bị xì không ha. Đó, test rồi nha anh em. Hai con này là con dạng auto lock nha. Đó. Đây. Giống nhau nha anh em, một con ren ngoài 13 và một con dây gài 10 ly. Giá em để mỗi con là 300 nha. Mã số 3. Anh em muốn thấy, anh em muốn hiểu rõ hơn á, quay về clip 142 vừa rồi ha, em có review một con. Đó, mã số 3. Rồi, mã số 4 nha. Mã số 4 là bốn cái đầu nói nhanh. Bốn đầu nói nhanh bốn loại khác nhau, thì trong đây cái con màu đỏ là tự động, còn lại ba con kia là ba con thường của Nitto nha. Đây, con này con tự động nha. Con tự động này là của MACH nè, MACH nha, Sapen. Con này của Nhật nha anh em. Đặc biệt con này á, là có chức năng chống xoắn dây nè. Đó. Và đuôi này của nó là đuôi dây gài. Đuôi dây gài 10 ly nha. 10 ly. 10 ly nha anh em, khá là to nha. Đó, em cũng quấn keo non tại vì em không có cái dây dạng dây mềm ha. Nó quấn keo non, em gắn cái đuôi khác vào em test coi nó có bị xì không ha. Đây. Nó chống xoắn dây nha anh em. Cái khớp này chống xoắn dây 360 độ ha. Rồi, thêm một cái chức năng hay của nó nữa nè. Đó, con này là tự động ha. Đây. Anh em nhìn kỹ ha. Đây nhấn nè. Đó, nó sẽ tự nhảy lên ha. Và có thêm một cái chức năng nữa đó là lock. Lock đuôi đực lại. Đây anh em kéo xuống không được nha. Đó, anh em sẽ xoay. Thì lúc này mới lấy ra được. Đó. Cái chức năng khá hay ha. Đầu này đầu tự động nha. Đuôi dây gài 10 ly của MACH. Rồi ba con còn lại thì trong đó sẽ có một con dây gài, một con đuôi chuột 8 ly và một con đuôi chuột. Con này đuôi chuột 12 ly nha. Con này đuôi chuột 12 ly, không phải đuôi chuột 10 ly nha anh em. Lưu ý nha, không phải 12 10 ly. Đây, Nitto ha. Con này Nitto luôn nè. Và con này cũng của Nitto luôn nè. Toàn bộ Nitto hết. Đó, bên trong anh em nhìn cái phía trong ha, cái bảy màu nó còn luôn nha. Đó, đầu khá đẹp ha. Rồi cái này không review nhiều. Đó, anh em nhìn anh em cũng quen rồi ha. Mã số 4 nha. Riêng con tự động là 150, còn mấy con kia là 100k một con nha. Mã số 4. Rồi em lên mã số 5 nha. Mã 5 là một cây cần tự động 3/8 của Đức nha. Đây. Thương hiệu là HZ nha anh em. HZ 8816-P. Cái này mặc dù không ghi chữ Made in Germany nhưng mà thương hiệu này là thương hiệu của Đức nha anh em. Thương hiệu này là thương hiệu cao cấp của Đức nha. Đó, chuyên cái thương hiệu này là có phục vụ bên hàng không của Đức nha. Thương hiệu HZ này nè. Thương hiệu cao cấp của Đức á. Cái này là cây cần tự động 3/8. Cán này là cán cao su mà cán cứng nha nè. Cao su cứng ha. Đó, hàng chất lượng cao của Đức nha. Đó, đảo chiều tốt nha. Đây. Đó, đảo chiều trái phải ok nha anh em. Rồi chiều dài là 19,5 cm. Thương hiệu HZ nha, có mã ha. HZ 8816-P, anh em tra mã Google nó sẽ ra thông tin cho anh em tìm hiểu ha. Đó. Đầu 3/8 còn ok nha anh em. Đó. Rồi mã số 5. Giá để là 250k nha. Rồi em lên mã số 6. Là một cây cần 1/2 của KTC. Đầu 12 ly 7 ha. Đó, KTC. Logo hàng nội địa Nhật nha. Còn đẹp như mới nha anh em. Đó, thép là alloy steel ha. Đảo chiều nè. Đó, đảo chiều ok. Chiều dài
là 25 cm, mã số 6 nha, dám để là 250k luôn nha. Rồi em lên mã số 7 ha. Mã 7 là hai cây cờ lê vòng miệng gật gù số 8 và số 10 mm. Cây số 8 của SK11, cây số 10 của Gear Brand nha anh em, Gear Brand Sydney. Đây. Số 10. Còn cây phía trên này là số 8 ha. Đó, vòng miệng nha. Miệng là miệng vòng là vòng tự động gật gù ha. Đây. Đó. Đầu tự động nghe cái tiếng hơi nhỏ nhỏ nha anh em. Đó. Cây này cây số 8 ha. Gật gù góc 90 độ hai bên nha. Đó. Còn cây này là cây số 10. Đó, Gear Brand. Đó. Đảo chiều tốt nha, răng cỏ này kia còn ok, không có bị cấn gì hết nha anh em. Đó, cũng gật gù qua lại góc 90 độ hai bên ha. Đó. Rồi hai cây này, mã số 7 nha. Giá em để hai cây là 250k luôn nha. Mã số 8. Hai cây cờ lê trồng tự động nha. Hai cây này của Sơn Khê, số 8 và số 10, 19 và 21 nha. Đây là cây số 8 10 nè. Hai đầu trồng. Hai đầu trồng tự động ha. Đó. Đảo chiều nè. Đó. Bên này. Đảo chiều. Đầu đảo chiều tốt nha anh em, không có lỗi gì hết. Rồi cái này 19 21. Cái này đẹp như mới luôn nha. Đẹp như mới luôn nha anh em. Này số 19, còn này là số 21 nè. Đó. Hàng bãi mà mấy cái này kiếm mà mới chưa xài hiếm lắm nha anh em. Đó. Đảo chiều nè. Đó, cái nhông của nó kêu rất là lớn ha. Bên này nè. Đảo chiều. Đó. 19, 21, số 8 và số 10 ha. Combo này hai cây. Mã số 8 nha. Dám để hai cây là 400 nha anh em. Mã số 8. Rồi em lên mã số 9 ha. Mã 9 là hai cái thanh giữ khẩu nó giống nhau ha. Thì em show ra cho anh em dễ thấy ha. Đây là cái thanh giữ khẩu 1/2 nha. Đó, thanh gắn đầu khẩu ha, gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nha. Một một thanh như thế này là 10 cái đầu khẩu. Thì cái này á là cái đầu giữ khẩu nó bằng nhựa ha. Thì anh em sẽ không bao giờ đưa vào cái khẩu đưa vào đây được, trừ khi anh em nhấn cái nút này ha. Đó, anh em nhấn cái này thì anh em sẽ đưa vào được ha, rất là nhẹ nhàng nha, và anh em sẽ không bao giờ lấy ra được nha, không lấy ra được thì anh em sẽ bắt buộc bóp cái này là anh em lấy ra và gắn vào cũng vậy luôn ha, anh em phải bóp. Đó, cái thanh giữ khẩu này là hàng mới chưa xài nha, hàng bãi nó xả ra ha, xé bao bì ra nha anh em, xé bao bì ra gồm có 10 đầu. Đó, rất là anh em để được khẩu từ 10 đến 19 là ok nha. Đó, rất là đơn giản ha, hai cái đều giống nhau. Đó, em show một mục đích là show cho anh em thấy có hai cái ha. Đó, cái chiều này á là chiều anh em sẽ lấy được cái này ra luôn nè. Đó, lấy ra luôn ha, và anh em gắn vào cũng rất là dễ dàng ha. Còn riêng cái đầu này á, thì nó nhô lên thì cái đầu này anh em trượt nó không ra ha. Và hai đầu đều khoan hai cái lỗ để cho anh em treo lên lên trên tường ha, trên tường trên gỗ gì đó, tùy anh em treo ngược lên như thế này hoặc để ngang cũng được, mà hoặc là để đứng cũng được ha. Đó, anh em cố định vào, sau đó anh em gắn được 10 cái đầu khẩu. Đó, rồi tổng chiều dài, tổng chiều dài là 29 cm nha. Thanh giữ khẩu này là dài 29 cm. Mã số số 9 nha, dám để là 100k một cây nha. Hai cây 200 nha anh em, mã số 9 ha.
Đó, đầu bằng nhựa thì anh em gắn vào nó yên tâm, anh em không sợ nó bị chày cái đầu khẩu ha. Rồi, em lên mã số 10 nha. Mã 10 combo 10 này á là combo 1/4 nha. Đầu tiên em giới thiệu trước cái cây cây cần 1/4 này ha. Cái này không có thấy hiệu nhưng mà chữ Made in USA nè. Đó. Dòng chữ Made in USA nè ha. Đó. Theo em cái này hình như là hôm bữa nó rơi ra từ trong cái hộp của Roto nha anh em. Roto ha, set Roto 1/4. Đó, đầu 1/4 ha. Rồi chiều dài là 14,5 cm. Thì có mấy cái đầu nhỏ nhỏ ha. Đây. Nối nè. Đầu chuyển nè ha. Một cái nối nha. Nối ngắn này. Nối ngắn này 1/4. Chiều dài tầm 5 cm. Hai cái cục biến này là biến 1/4 ra 3/8. 1/4 ra 3/8 của KTC nha. Đó. KTC. Còn cái này cũng biến là từ 3/8 ra 1/4. Đó của KTC luôn nha. Đó, hai cái đầu này thì cục biến thì nó nhỏ thôi ha. Rồi còn cái đầu này là chân lục giác 6.35 ra đầu 3/8 ha. Thì cái đầu này á nhằm mục đích là anh em sẽ cái đầu này anh em gắn máy ống vít ha. Anh em gắn cái đầu chuyển 3/8 ra 1/4 á. Anh em gắn khẩu 1/4 anh em bắn ha. Đó. Rồi ba cái cây nối nha. Ba cây nối dài này. Thì cây nối chung chiều dài này là của Bright. Cây này của Mỹ nha. USA 2406 ha. 1/4 còn khá đẹp nha anh em. Chiều dài của nó là 15,5 cm nha. 15,5 cm. Cây nối này cũng một của Mỹ. Còn cặp nối này là cặp nối của KTC. Đây. Đó. KTC hai cây nha. Đó. Một cây á, là nó sẽ nối thẳng ra cái này. Còn cái này là cái đầu của nó sẽ nối ra lắc léo nha. Đây. Nối lắc léo như thế này ha. Đó, anh em nó sẽ lắc léo. Giúp cho anh em thao tác cốc hẹp rất tốt nha. Đó. Rồi hai cây này nó có chiều dài bằng nhau nha. Chiều dài của nó là 27 cm. Đó, 27 cm nha. Thì combo này là combo 1/4. Gồm tổng có tất cả là 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8 món nha nè. 8 món. Dám để là 350k, 8 món nha nè. Mã số 10. Thì trong đó sẽ có 4 món là của KTC, 2 món của Mỹ và hai cái món kia không có tên tuổi, không hiểu ha. Mã số 10, 350k. Rồi, mã số 11 là cây mỏ lết nha. Mỏ lết thép đen. Cây này của top nha. Mã là HM300TB. Cái này mở được 34mm nè. Đó. Đó, Japan nè ha. Đó, riêng phần cán phía dưới còn cực kỳ đẹp nha anh em. Thép đen ha. Đó. Nhà ở trong còn cực kỳ đẹp nha anh em. Ở trên nè. Đó. Rồi chiều dài. 25,5 cm nha. Ngàm mở được là 36 chứ không phải 34 nha anh em. Đó, ngàm mở được 36 ly ha. Này là cái ngàm mở rộng thực tế ha. Đó. Một cây mỏ lết của top ha. Ngàm này kia còn đẹp nha anh em. Tép đen. Mã số 11. Dám để là 350k nha. Rồi mã số 12 là một cây kềm mỏ quạ ngàm bọc nhựa nha. Cái này đẹp như mới chưa xài luôn nha. Cái này của IBS, mã là WH250, Made in Japan. Đây ngàm nhựa của nó nè.
Đó, ngàn một nhựa ha, đẹp như mới luôn nha anh em. Đó, cán là còn nguyên luôn ha, đây ngàn nè, đó nằm trên nè, đó mới chưa xài ha nè. Rồi tổng chiều dài 25,5 cm, thì cây này ngàm của nó mở được tối đa là 45 ly nha, 45 ly đẹp như mới luôn ha. Mã 12 dám để là 200 nha. Mã số 13, mã 13 là hai cây nha anh em, đồng giá là 150 một cây. Đó, cái này của Mary nè, cái này thép đen ha, đó kìm cắt thép đen nha anh em, lâu lâu mới gặp được mấy cây kìm cắt loại thép đen này ha. Đó, cán này kia vân rất là đẹp ha, đó lưỡi khích luôn ha, cái kìm này rất đẹp nha anh em, cái thép của nó nhìn trông rất là đã ha. Rồi chiều dài là 15,5 cm nè, 15,5, đây em cắt thử cho anh em xem ha, anh em nghe cái tiếng cắt của cái kềm này rất là đã nè. Đó, đó, cắt nghe cái tiếng rất là đã ha, thép đen nha, rất hiếm nha anh em, mấy cái này ít gặp lắm. Rồi cái này cây có cán nha, thương hiệu cái này là Ha Hit, đó Ha Hit nè, mã là EN306, logo hàng nội địa Nhật góc bên phải ha. Đó, đúng hàng của Nhật nha anh em. Cái này thì có cán ha, lưỡi cũng còn khít nè. Đó, chiều dài là 16 cm. Đây, em cắt thử cho anh em xem nè. Đó, đó, cắt cực kỳ ngọt luôn nha. Đó, cắt cực kỳ ngọt luôn ha. Kìm cũng còn ok nha, chất thép cũng còn rất đẹp ha. Đó, rồi mã số 13 nha, giá là 150k một cây nha anh em, mã số 13. Rồi em lên mã số 14 ha. Mã 14 là một cây kìm tút dây của Vetsel, cây này mới chưa xài nha. Clip rồi em lên cây màu xanh cũng mới chưa xài, cây này là cây màu đỏ ha. Đó, Vetsel Japan ha, cán màu đỏ. Đó, cái này size B nha anh em, thì cây size A nó có 4 size thôi ha, cây này đến 5 size lận nha, 1.0, 1.6, 2.0, 2.6 và dây 3.2 ly. Đó, còn dây size A là 0.5, 1.1, 1.6 và 2.0 ha, cây này lớn nhất là 3.2, cây này anh em phù hợp với lại những anh em đi công trình nè. Đó, đây anh em nhìn cái lưỡi cắt nè, đó chất thép sáng trưng rồi ha. Đó, CB, nó lỗ còn, và còn cái cử nha, cái cử này á, anh em có thể uốn lên cho nó thẳng ha, đây đó, uốn thẳng lên, hoặc anh em có thể tháo cái cử này ra, vì hầu hết những cây kìm tút dây này á, có cái cử này á, nó rất là vướng ha, rất vướng, anh em làm nghề quen rồi á, thì cái chiều dài anh em cần tút anh em quen mắt rồi, anh em làm nó sẽ nhanh hơn, có cái cử này nó vướng rất khó chịu ha. Đây em tút thử cho anh em xem ha, kìm mới nha anh em. Đây, đó, lỗ 2.0 ha. Đây, đó, ngon lành ha. Rồi, chiều dài 17,5 cm nha, một cái kìm tút dây của Vetsel, mới ken xà beng luôn. Đó, mã số 14 nha, dám để là 320k nha, hàng mới khá giá khác nha anh em. Rồi mã 15 là một cây kìm bấm cót nha, cái này của Hosan ha, 4 size cót nha anh em, 1.25, 2.0, 5.5 và 8.0 ha. Cái nước da của cái thân kềm này á, thì nó trông hơi xấu chút xíu nha. Cái này nó bị chóc cái lớp mạ phía ngoài ha nha, chứ không phải bị rỗ ha. Không phải bị rỗ nha anh em. Đây.
lò xo nảy cực kỳ mạnh nha. Đây đầu cóp phía trong nè. Đó, nó có số mỗi ô ha. Đầu còn lại nè. Chiều dài là 27,5 cm nha. 27,5 cm. Một cây kềm bấm cót của Hosan. Đó, 4 size cót, mã 25. Ê, xin lỗi, mã 15 nha. Giá để là 250k, mã 15. Mã số 16 tiếp tục là một cây bấm cót nha. Cái này khá đẹp nha anh em. Cái này của Macvel ha. Đây Macvel, mã là MH61 nha. Đó, logo hàng nội địa Nhật nè. 4 size cót 1.25, 2.0, 5.5 và 8.0. Đó, dạng đầu cót nó so le ha. Còn cái đầu cót của cây Hosan là cái đầu nó thẳng ha. Đó, chất thép nè anh em nhìn ha. Đó, còn cực kỳ đẹp luôn ha, cán còn nguyên luôn nha. Cán còn đẹp luôn ha. Đó. Đây. Đó, đầu cót phía trong cũng có số ha. Đầu còn lại nè. Rồi, chiều dài 26 cm nha. Mã số 16. Giá để là 300 nha. 300 nha anh em. Rồi, mã số 17 là một cây cảo sơn nha. Cây cảo sơn này của Fujitan. Fujitan, cái này size nhỏ ha. Thì em nghĩ cái này cho xe đạp nha. Này mã nó là FK3 nha anh em. Đây con số 3 nè ha. Đây em sẽ mở hết cái này ra cho anh em xem ha. Đây. Đây cái phần mũi để nó cảo cái mắt sơn ha. Đó, mới keng xà beng luôn nha anh em. Bali 2, Bali 1 nha anh em. Bali 1, Bali 2 ha. Đó. Thì cái này nó sẽ cảo cái mắt sơn. Thì anh em thấy phù hợp bên xe đạp hoặc là xe ô tô gì đó thì anh em liên hệ em ha. Đây, anh em nhìn kỹ gông vít ha, vít me. Cái hành trình của nó là mấy cái bước rang này kia là còn đều ha. Đó. Đều và đẹp, không có bị sức mẻ gì hết nha. Đó. Hoạt động nhẹ nhàng ha anh em. Đó. Rồi, chiều dài cái cảo này là 11 cm nha. Còn cái khoảng hở này ha là 15 ly nha. Cái khoảng hở này là 15 ly. Đó. Đẹp len keng luôn ha. Rồi mã 17 nha. Dám để 250k nha. Rồi em lên mã 18 nha. Mã 18 là một cây cắt kính nha anh em. Đây, cây cắt kính này của Zobo. Zobo Made in Germany ha. Hai cái này là dùng để bẻ kính nha. Dùng để bẻ kính. Đây, cái này dạng lưỡi cắt ha, chứ không phải lưỡi kim cương nha anh em. Đây, nó có để sẵn là 2, 3, 4, 5, 6 ha. Và cái đường gạch này thêm một cái lưỡi nữa, tổng tất cả là 6 lưỡi nha. Tổng cáo 6 lưỡi. Thì trường hợp mà lưỡi nào nó bị cùng ha, thì đây là cái mũi vít dẹp nè. Ở phía sau nó có một con ốc vít dẹp ha. Thì anh em sẽ xoay nè. Ở đây nó sẽ xoay theo. Đó. Anh em thấy không? Bây giờ đang là số 4 ha. Bây giờ quay về số 5 nè. Đó, số 5 ha. Thì anh em cắt lưỡi nào á thì anh em lấy cái vít dẹp ha. Anh em chỉnh lưỡi ở vị trí này nha. Còn hai cạnh này sẽ dùng để bẻ kính ha.
Đó, có tổng tất cả là 6 6 cái lưỡi cắt nha. Đẹp như mới ha. Này cắn gỗ nha anh em. Cắn gỗ ha. Đó, còn nguyên luôn nha. Rồi chiều dài cái cắt kính này là 13 cm ha, mã 18 nha. Giá em để là 200 ha. Một cây dao cắt kính của Đức gồm có 6 lưỡi. Rồi em lên mã 19 ha. Một cây vít BH2 chữ T nha. Đây. Dạng cây vít BH2 chữ T ha, anh em sẽ cầm đây, anh em sẽ xoay ha. Đó. Ở đây nó sẽ ghi là no 2 thép alloy steel ha. Alloy steel mũi BH2 nè. Đó. Còn hiệu thì không thấy ha. Ngoài ra nó có ở đây có chữ patent nè. Patent ha anh em. Đó. Cái bằng sáng chế gì đó. Đó, viết tắt của cái bằng sáng chế nha anh em. Đó, chữ T ha. Đó, anh em sẽ cầm ở đây và xoay ha. Đó, hoạt động cực kỳ nhẹ luôn nha. Rồi tổng chiều dài cái này là 30 cm đúng luôn nha anh em. Đó, dài đúng 30 cm luôn ha. Mã 19 nha. Dám để cái bít này là 150k nha. Mã 19. Rồi mã số 20 là một cặp vít đóng ha. Cặp vít đóng gắn gỗ nha. Gồm một cây BH1 và một cây BH2. Cắn gỗ của Vetsale. Đây. Đó, cây trên là BH2, còn cây dưới là BH1 ha. Đây, phía dưới này nó sẽ có cái chuôi thép ha, dùng để cho anh em sẽ lấy búa anh em đóng nha, cái BH1 còn nguyên nè. Cái BH2 có dấu chút ha. Đó. Đây mũi nè. Đó, mũi B1 là chắc chắn còn đẹp rồi, mũi B2 cũng vậy ha anh em. Mũi B2 cũng còn nguyên nha. Đó. Dùng để cho anh em đóng những cái con ốc nó bị rỉ sét hoặc là nó bị cứng ha. Rồi cây BH2 chiều dài là 22 cm nha. Còn cây BH1 chiều dài là 18 cm nha. Hai cây mã 20. Dám để hai cây là 250k nha. Mã 20. Mã 21 là một cái kính lúp nha anh em. Đó, cái kính lúp ha, có chữ nè. Đó, kính lúp của Nhật nha, Japan ha. Đây, anh em sẽ nếu như ở đây nó chữ nhỏ ha, đó, anh em sẽ soi chữ ở ngoài thực tế nhìn nó dễ hơn ha anh em. Đó. Số nó phóng to ra ha. Ở ngoài nó thực tế hơn thông qua camera nha anh em. Camera thì màn hình điện thoại nó nhìn nó hơi ảo ảo ha. Chứ ngoài là nó phóng to rất ok nha. Rồi cái bảng của mặt kính này ha, nó hơi ố, để có gì chút em lấy cái khăn em lau. Bảng rộng 75 ly nha. Bảng rộng 75 ly, còn tổng chiều dài của kính lúp này là 18,5 cm. Mã 21 nha. Giá em để là 100k. Mã 22 là combo 4 cây thước luôn nha. Đó. 4 cây thước. Rồi. Đầu tiên là cây chỉ độ mini nha. Cái chỉ độ mini này của Sinhua nha. Đây Sinhua. Đó, chỉ độ ha. Đây anh em nhìn đây. Hai mặt thước đều có số ha. Tuy nhỏ nhưng mà số nó làm rất là to rõ ha, kẻ vạch rất là chi tiết nha. Rồi. Mặt sau thì trơn láng nha anh em, mặt sau trơn láng ha, đẹp. Đó, anh em nhìn như thế này ha. Thì thấy nó tưởng là chỉ có như vậy ha, thật ra nó có hai cái thước ha. Đó. Thì dùng để cho anh em chia góc 90 độ nè. Ở trên đây nó sẽ có một cái kẻ vạch nhỏ ha. Đó, anh em sẽ chia góc nó rất là hay ha. Cái thước này mini rất dễ thương nha. Rồi cái này cái lớn. Đó, hai cây giống mẹ bồng con ha. Đó. Rồi cái này của SK nha. SK Made in Japan. Cái này chữ thì nói chung thì nhìn thực tế ở ngoài thì anh em thấy rõ ha, còn ở ngoài trong clip này thì nhìn nó hơi mờ đó, anh em nhìn kỹ nè. Mặt sau thì ok nha. Ở đây dãy này thì không có số ha, nó trơn nha anh em. Thì anh em sẽ nó có một cái khóa ở đây. Anh em sẽ chỉnh cái góc như thế nào ha, rồi sau đó anh em siết chặt cái núm này lại. Đó. Rồi cây thứ ba là một cây kẻ xéo góc 45 của Sinhua luôn nha.
họa tiết là hoa văn, chất liệu thép bông rỉ ha, stainless steel ha. Đó, xin qua. Rồi cây thứ ba là một cây chia gốc, gốc vuông gốc 90, gốc 45 độ ha, của xin qua luôn nè. Đó, chim, con chim cánh cụt ha. Đó, cái này bản lớn ha, khá rộng nha anh em, khá lớn. Rồi combo 4 cây nha anh em, 4 cây, giá em để 4 cây là 600 nha. Đó, 4 cây 600, mã số 22. Rồi mã số 23 là một cây búa đinh. Cái búa đinh này của Đốc Du nha. Đó, Đốc Du ha. Cán cái này thì nó không có để chữ ha, phần cán này thì nó có để chữ nha anh em. Và trên này nó đóng luôn ha. Đốc Du. Đầu là đầu trơn nha, đầu trơn. Còn đầu này là dùng để nhổ đinh ha. Rồi cái búa này có cân nặng nè, 470g. 470g ha. Chiều dài cái búa là 28,5 cm. Chiều dài của đầu búa là 10,5 cm nha. Còn cái chiều rộng của mặt búa anh em đóng ha là 22-21 ly nha. Cân nặng 470g. Mã 23, giá em để là 150k. Rồi mã 24 là một cây, một cây búa của Đức nha. Đó. Rồi cân nặng trước nha anh em, là 600g ha. Đó, cân nặng 600g. Rồi cái này của Salewa ha, hoặc là Sewa gì đó, mã là No 1152. Máy in ấy có chữ W ha, là viết tắt của tay Đức nha anh em. West Germany ha. Đó, máy in Germany. Đó. Dưới này có một cái móc để anh em treo ha. Cái này hình như là thêm tìm hiểu ha, nó là một cây búa dạng để dùng leo núi nha anh em. Một cây búa dùng để leo núi ha. Cái đầu này nó sẽ phá núi nè. Còn cái này nó sẽ lỗ cho xiên này qua để anh em treo dây lên làm gì đó ha, để bẫy hay gì đó. Đó, đây mặt đầu búa là cũng còn đẹp nè ha. Đó. Hàng nó, hàng châu Âu nó khác với lại hàng của châu Á ha, hàng của Nhật nhiều nha anh em, cái chất thép nó khác ha. Rồi chiều dài tính luôn cái móc ha, 29,5 cm, cân nặng là 600g, chiều dài là 95 mm nha, chiều dài đầu búa nè. Còn cái mặt búa rộng là 27 ly, 27 ly nha anh em. Đó. Búa còn đẹp ha, giá em để là 450k nha, 450k, mã số 24. Rồi, kết thúc clip ở đây, một cái clip cuối cùng của năm 2023 ha. Hy vọng sang năm 2024 em tiếp tục lên các clip, lên các đồ nghề tốt, thực sự tốt và đẹp để phục vụ cho anh em ha. Cảm ơn anh em đã nhín chút thời gian cuối tuần theo dõi clip của em. Ngày mai là anh em đón giao thừa rồi ha. Em cũng xin chúc anh em và gia đình có một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, luôn luôn hạnh phúc và vạn sự như ý nha. Anh em liên hệ mua hàng, xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 009 112, em tên Sang nha, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Số điện thoại cũng có Zalo, anh em cần trao đổi bất cứ món hàng nào ha, liên hệ qua số Zalo này giúp em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào clip số 144 ha, vào năm 2024 nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em sau. Tạm biệt anh em ha.